Hello cả nhà, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Ken, Ken Tăng STL. Hôm nay Ken rất là phấn khởi khi quay video này để chia sẻ thông tin về một chuyến bay có thể nói là đã đánh dấu mốc lịch sử cho du lịch hàng không giữa Việt Nam và Mỹ. Thì mình mời mọi người tiếp tục coi hết video này của Ken nha. Và hôm qua thứ năm ngày 23 tháng 9, hãng hàng không Bamboo Airways đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên bay trực tiếp từ thủ đô Hà Nội đến thành phố San Francisco của tiểu bang California, Mỹ. Chuyến bay này đã bay hết gần 14 tiếng đồng hồ đó mọi người, và chở 4 phi công, 14 tiếp viên hàng không cũng như một số kỹ thuật viên máy bay đến sân bay ở tiểu bang California. Và đây là một sự kiện lịch sử cho hàng không Việt Nam. Vì sao cả nhà? Vì hãng hàng không Bamboo chỉ mới được thành lập vào năm 2017 thôi, và họ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2019. Và đến nay là gần cuối năm 2021, chỉ mới hơn 2 năm thôi mà họ đã thực hiện được chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam sang Mỹ rồi. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam là Vietnam Airlines đã kế hoạch gần 20 năm rồi, nhưng mà vẫn chưa có đường bay quốc tế từ Việt Nam trực tiếp qua Mỹ. Và hãng hàng không Bamboo của mọi người đã được nước Mỹ, là TSA Mỹ, duyệt cho 12 chuyến bay trực tiếp trong năm nay, tức là từ bây giờ cho đến tháng 11 năm nay luôn. Họ sẽ được bay 12 chuyến bay, trong đó chuyến bay tuần này là chuyến đầu tiên, tức là họ vẫn còn bay được 11 chuyến trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ nữa cho đến hết tháng 11 năm nay. Và họ cũng chia sẻ luôn là hiện tại họ có kế hoạch là bay 3 chuyến trực tiếp từ Việt Nam sang Mỹ cho mỗi tuần, và sau đó nếu mà hoạt động suôn sẻ họ sẽ nâng lên là từ 5 tới 7 chuyến trong một tuần. Và sau đó họ, khi mà dàn máy bay của họ đã được củng cố được đầy đủ rồi, và nếu everything hoạt động tốt thì họ sẽ bay daily, tức là bay mỗi ngày luôn từ Việt Nam sang Mỹ. Và hãng hàng không Bamboo mọi người cũng đã ký hợp đồng với sân bay LAX và sân bay San Francisco để thành lập những văn phòng đại diện hỗ trợ cho hoạt động của họ. Thì hiện tại họ vừa mới chia sẻ chỉ có đường bay từ sân bay Nội Bài Hà Nội và sân bay thành phố Đà Nẵng đến Mỹ thôi. Là đến Mỹ là có 3 sân bay, đó là sân bay LAX, sân bay San Francisco và sân bay ở Seattle, Washington là sân bay Tacoma. Đó, họ vẫn chưa nhắc đến chuyến bay đường bay từ Sài Gòn, nhưng mà Ken nghĩ là thế nào cũng sẽ có thôi, vì Sài Gòn là quá đông, thành phố lớn nhất ở Việt Nam mà mọi người. Đó, thì hy vọng là họ sẽ công bố sớm đường bay từ Sài Gòn đến Mỹ. Các cô chú anh chị nào mà không phải ở Mỹ đó, nhưng mà ở Úc, ở Anh hay là ở Đức á, cũng nên phấn khởi đi, vì hãng hàng không Bamboo á, cũng đã có kế hoạch bay trực tiếp từ Việt Nam đến ba nước đó. Còn những nước khác thì hy vọng á, là Bamboo sẽ hoạt động thực tốt và thành công và đem đến những đường bay trực tiếp cho những nước khác ngoài 4 nước mà Ken đã vừa nhắc đến, là Mỹ, Úc, Anh và Đức, để phục vụ cho bà con Việt Kiều ở nước ngoài. Và thông tin cuối cùng cũng như là thông tin quan trọng nhất hôm nay, đó là hãng hàng không Bamboo có thể được nước Mỹ duyệt để mang những chuyến bay thương mại từ Việt Nam sang Mỹ vào đầu năm 2022. Ken cũng rất hy vọng là dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát một cách tốt nhất và an toàn nhất ở Việt Nam, ở Mỹ cũng như trên thế giới, để những chuyến bay thương mại này có thể được diễn ra một cách an toàn nhất, đem người dân Việt Nam về với quê hương Việt Nam. Và đó là toàn bộ những thông tin Ken muốn chia sẻ với cả nhà hôm nay. Nếu mọi người thích những thông tin Ken chia sẻ thì đừng quên like video này của Ken và đăng ký kênh của Ken nhé. Cảm ơn mọi người thêm một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Thank you, bye bye.